Lúc 18 giờ, câu lạc bộ Bình Định tiếp đón đội Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Quy Nhơn. Đây sẽ là cuộc đấu trí hấp dẫn giữa hai chiến lược gia rất thành công ở V-League mùa trước là Bùi Đoàn Quang Huy và Phùng Thanh Phương. Họ lần lượt đưa hai đội xếp thứ 2 và 4 mùa trước dù không sở hữu đội hình quá mạnh. Câu lạc bộ Bình Định để thua đáng tiếc ở vòng 1. Ở mùa giải này, cả câu lạc bộ Bình Định và đội Thành phố Hồ Chí Minh đều có sự biến động về mặt lực lượng. Tuy nhiên, họ vẫn là những tập thể gắn kết, rất giỏi trong khâu phòng ngự phản công. Điều này phần nào được thể hiện ở vòng 1, khi câu lạc bộ Bình Định chỉ chịu thua đội Hà Nội 0-1 sau khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Nguyễn Văn Quyết, còn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hòa 0-0 trước tập thể gồm nhiều tuyển thủ quốc gia của đội thể công Viettel. Vì thế, cuộc đấu trên sân Quy Nhơn sẽ chỉ ra đâu là đội bóng lì lợm hơn. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn. Cùng giờ với trận đấu này là màn chạm trán giữa câu lạc bộ Đà Nẵng và đội Hà Tĩnh trên sân Hòa Xuân. Tân binh của V-League đang rất khác điểm sau khi chỉ có một trận hòa trước Sông Lam Nghệ An. Vì thế họ sẽ cực kỳ quyết tâm để giành chiến thắng khi được thi đấu trên sân nhà. Trong khi đó, câu lạc bộ Hà Tĩnh hưng phấn sau khi đánh bại nhà đương kim vô địch Nam Định. Thêm vào đó, mùa này, đội hình của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công được cải thiện chất lượng hơn rất nhiều, được đánh giá có thể trở thành ai ngựa ô, nên đội chủ nhà phải cực kỳ cẩn trọng. Câu lạc bộ Hà Nội có chiến thắng trong trận ra quân của V-League 2024-2025. Trận cầu tâm điểm của vòng 2 ngày 22 tháng 9 cũng như vòng đấu này là trận derby thủ đô giữa thể công Viettel và câu lạc bộ Hà Nội. Đội bóng quân đội lần đầu tiên chơi trên sân nhà mới là Mỹ Đình. Chắc chắn, họ không hề muốn nhận thất bại trong một trận đấu ý nghĩa như vậy. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cũng sẽ muốn có chiến thắng đầu tay khi họ bị cầm hòa trên sân Thống Nhất ở vòng 1. Bùi Tiến Dũng, 4, vẫn sẽ là trụ cột ở hàng phòng ngự câu lạc bộ thể công Viettel. Đầu mùa này, cựu cầu thủ thể công cũng tuyên bố mục tiêu của ông và các học trò là vô địch và chiến thắng trước câu lạc bộ Hà Nội sẽ là lời khẳng định không thể đanh thép hơn. Trong khi đó, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn sẽ phần nào dập tắt bớt những hoài nghi về tài năng của mình nếu giành trọn 3 điểm trước câu lạc bộ thể công Viettel. Nhiều người cho rằng chiến thắng 1-0 của câu lạc bộ Hà Nội trước Bình Định là chưa thuyết phục bởi đội bóng đất võ tổn thất lực lượng quá nhiều, mất gần hết trụ cột. Và một trận đấu có quá nhiều ý nghĩa với cả hai đội như vậy không thể không hấp dẫn tại V-League. FPT Play, đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn V-Bang V-League 1 2024-25 tại https://play.vn.